Hôm nay nhiều tỉnh thành thuộc miền Trung Tây Nguyên Nam Bộ có mưa rông cảnh báo các hiện tượng thời tiết thiên tai nguy hiểm đi kèm. Với khu vực từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Ngãi, cảnh báo mưa xảy ra bất chợt trong ngày. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to có nơi mưa trên 100 mm. Mưa lớn dồn dập có thể gây ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Còn với các tỉnh từ Bình Định cho tới Bình Thuận và Tây Nguyên Nam Bộ thì mưa tập trung về chiều, có điểm mưa to, trọng tâm mưa rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét, và gió giật mạnh. Còn về tình hình thời tiết thì miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa trong ngày hôm nay. Sẽ biến mưa ở mỗi khu vực như thế nào chị Lan Chi? Dạ vâng chị Trần Hằng ở miền Trung do là gió Đông Bắc hội tụ ẩm tương tác với địa hình dãy Trường Sơn cho nên là ở nhiều khu vực sẽ có mưa gần như liên tục trong cả ngày chị Hằng ạ. Trong đó thì mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, trời có mưa vừa, mưa to từ 40 đến 80 mm và có những nơi mưa rất to vượt 100 mm lượng mưa lớn chút xuống như vậy thì có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp. Ngoài ra thì quý vị cũng cần đề phòng với xét đánh, gió giật mạnh trong cơn rông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời gian mưa muộn hơn sau 12 giờ và duy trì đến chiều tối. Mưa muộn thế nhưng cường độ mưa cũng khá lớn. Nhiều nơi trong vùng màu xanh đậm tương ứng với lượng mưa từ 25 đến 50 mm. Đây cũng là khu vực có xác suất cao về rông lốc, gió giật và sấm sét. Về nhiệt độ thì các thành phố Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa hay là Quy Nhơn, Nha Trang trời dịu mát 26 đến 30 độ. Còn Phan Thiết xuống thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau thì nóng hơn từ 32 cho đến 34 độ. Trở ra miền Bắc thì buổi sáng một số nơi sẽ còn có mưa nhỏ, nhưng sang trưa chiều nay thì mưa giảm nhanh, toàn miền sẽ chuyển nhiều mây và tạnh giáo. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác sẽ phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ, cảm giác xe xe lạnh rất dễ chịu. Và những thông tin cụ thể hơn về đợt lạnh này ở miền Bắc sẽ còn được tôi gửi đến trong phần sau của bản tin. Còn bây giờ xin được mời trở lại với chị Trần Hằng. Cảm ơn chị với những dự báo vừa rồi. <laughs>